Thưa quý vị, trong dịp này, Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bình Thuận tại huyện Bắc Bình đã tiếp nhận 49 cổ vật Chăm Ba quý giá do tiến sĩ Bá Trung Phụ, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hiến tặng. Số cổ vật này sẽ bổ sung vào bộ sưu tập đang trưng bày phục vụ nhân dân và du khách tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa Chăm. Đây là nơi trưng bày 49 cổ vật do tiến sĩ Bá Trung Phụ hiến tặng cho Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận. Các cổ vật này rất có giá trị về mặt khảo cổ học, niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 19. Một số cổ vật có thể điểm qua như clown đựng xương cốt, bình vôi, batan bạc đựng trầu, kiếm lê của hoàng tộc thế kỷ thứ 7. Tiếp đó là lá nhĩ đồng và hũ vôi đồng thế kỷ thứ 17-18, khay và hộp đựng trầu cao thế kỷ 19, chóe sành thế kỷ 11, nhẫn mưu ta và bông tai thế kỷ 17-18. Xuất phát từ cái bảo tồn di sản văn hóa Chăm mà hiện nay càng ngày càng mai một, mà chính cái đó là một nhà nghiên cứu và là con em dân tộc Chăm, tôi có cái trách nhiệm để mà sưu tầm nghiên cứu về bảo tồn văn hóa những di sản văn hóa của cha ông người Chăm để lại, mà văn hóa Chăm là văn hóa của trong cộng đồng Việt Nam, để góp phần tô thêm những bó hoa lịch sử văn hóa Việt Nam. Những cái vật 49 cổ vật tôi trao tặng cho Trung tâm Hóa Chăm, mục đích của tôi là nhất là trưng bày cho khách trong nước và ngoài nước để hiểu về nền văn hóa, những tinh hoa của Hóa Chăm. Các nhà nghiên cứu văn hóa cũng như nhân sĩ, trí thức người Chăm đánh giá cao việc làm tốt đẹp này của ông. Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm những tấm lòng vàng góp phần bảo tồn văn hóa Chăm như tiến sĩ Bá Trung Phụ. Nó nâng cái giá trị cho cái chức năng trưng bày cái cổ vật mà thu hút được nhiều nhà tham quan nghiên cứu, nhiều đoàn du lịch người ta về đây, góp phần cho bảo tồn được cái giá trị văn hóa gốc đối với lại văn hóa vật thể của đồng bào Chăm hiện nay đang có nguy cơ mai một. Cổ xưa để mà tặng cho cái nhà trưng bày để mà lưu truyền sau này là phục vụ cho khách du lịch trong và ngoài nước để biết thêm về vấn đề cái văn hóa Chăm, về vấn đề vật thể. Thì qua những di sản này thì người Chăm người ta biết thêm rõ sâu sắc hơn về cái nền văn hóa Chăm mà trước giờ đó. Thì nói chung là trong cái vật thể này, nó là vật thể nhưng mà nó có giá trị phi vật thể trong đó về tinh thần. Cho nên cái này đối với đồng bào Chăm cũng như là những nhà nghiên cứu du lịch cái nào cũng có một ý nghĩa rất sâu xa, và đồng thời này cũng làm phong phú hóa cái di sản văn hóa về các dân tộc ở Việt Nam cho bây giờ. Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 380 hiện vật các loại như tượng thần Shiva, vũ nữ Apsara, vua Borome, vua Boanit, và quý nhất là bộ sưu tập hiện vật của hoàng tộc Chăm Bô Long Mưu Nai vào thế kỷ thứ 17. Có thể nói, với những gì hiện có, cùng với số cổ vật gồm 49 hiện vật do tiến sĩ Bá Trung Phụ hiến tặng, sẽ góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập cổ vật của Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm. Qua đó, phản ánh sinh động bức tranh đa sắc màu, nền văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.